Hôm nay mình giới thiệu với các bạn hai cách để vượt qua khóa kích hoạt của iOS, hay còn gọi là bypass activation lock của iPhone, iPad khi mà cái điện thoại hay là cái máy tính bảng của bạn nó hiện lên cái khóa kích hoạt hoặc là activation lock. Cách thứ nhất là mình bypass bằng cái DNS. Cách thứ hai là mình jailbreak bằng cái check rain và mình bypass bằng cái xgrinda. Cái phương pháp thứ nhất ấy, thì là mình sử dụng hoàn toàn ở trên cái máy iPhone thôi, không dùng cái thiết bị gì cả, không dùng bất cứ một cái gì ở bên ngoài. Còn phương pháp thứ hai thì là mình sẽ dùng một cái USB để mình jailbreak hoàn toàn ở trên Windows, và sau khi jailbreak xong thì là mình sẽ bypass bằng cái phần mềm xgrinda này. Thế còn sau khi mà jailbreak mà nó cái kết quả nó không được tốt ấy, thì là mình sẽ cũng sẽ hướng dẫn các bạn là restore lại cái iPhone ấy, để mình có được một cái bản iOS sạch. Mình sử dụng cái iTunes ở trên Windows để kết nối với Internet để coi như là restore lại cái iPhone của bạn. Và mình dùng thêm cái phần mềm 3 Utun này ở trên Windows này để kiểm tra cái tình trạng của cái iPhone ấy. Nó đang là jailbreak hay chưa, nó đang activate hay chưa, nó đang kết nối được với máy tính hay chưa, vân vân. Và nó là iPhone mấy và nó là đang là cái iOS bao nhiêu. Bây giờ để vào phương pháp thứ nhất, dùng hoàn toàn ở trên cái máy iPhone của các bạn, không dùng thêm bất cứ một cái gì khác. Cái phương pháp này nó gọi là cái bypass bằng cái thay đổi cái DNS ở trong cái mạng Wi-Fi mà các bạn truy cập vào. Nếu mình vào thông thường, sau khi đó mình truy cập vào cái Wi-Fi thì nó sẽ hiện ra như thế này, khóa kích hoạt. Bây giờ mình bấm vào cái nút Home, xong bấm vào cái dòng cài đặt Wi-Fi. Khi mình bấm cài đặt Wi-Fi thì bên phải của Wi-Fi nó có cái chữ Y. Ở đây Wi-Fi nhà mình là 3006 ấy này, thì có chữ Y này. Đầu tiên là mình bấm, mình xóa cái mạng này đi, xóa cái Wi-Fi đi bằng cách là bấm vào cái quên mạng này. Tiếng Anh thì tương tự nhé, quên. Sau đó là mình lại bấm lại vào chữ Y ở bên phải cái Wi-Fi nhà mình ấy. Đây này, 3006 đây. Ở đây nó có 3 dòng thì mình chỉ quan tâm đến cái dòng ở giữa này. Định cấu hình DNS nó đang tự động thì mình bấm vào đấy để mình chuyển nó thành thủ công. Xong mình bấm vào cái thêm máy chủ, xong đánh vào cái dãy IP là 104.155.220.58. 104.155.220.58. Nghĩa là đây là một cái máy chủ nó nằm ở châu Á. Ở đây sau khi mình nhập xong mình bấm vào lưu xong quay ra này, xong mình bấm vào để kết nối này, điền mật khẩu này,
Mật khẩu nhà bạn ấy. Bấm kết nối. Đấy, bấm vào xong. Bấm quay lại. Quay lại lần nữa. Đấy, thì nó vào được cái IDNS button này, iCloudBypass.com này. Nói chung cái server này nó phục vụ tương đối nhiều, thế là nó hơi chậm. Đây, ở dưới nó cũng để cái danh sách mà ở cái vị trí thích hợp thì các bạn sẽ chọn cái địa chỉ IP cho mình. Đây ví dụ như là USA này, là đuôi của nó là 51.7 này, Euro là 28.90 này, ở châu Á đây là như cái mình vừa đánh vào đấy, 220.58 đấy. Đấy, ở đây nếu mình bấm hủy là mình phải làm lại từ đầu nhé. Đây là mình sẽ chọn vào cái menu này, chọn vào menu, thì để truy cập vào Facebook các thứ, nó gọi là mạng xã hội, thì bấm vào social này. Đây. Thế còn vào internet kiểu như Google rồi là Safari này, Mail này, Gmail này, Map này. Ở đây mình vào thử cái nó gọi là YouTube ấy. Mình vào video này. Đây, YouTube ở trên cùng đây. Đấy, thì cái này mình dùng bình thường. Ví dụ như mình tìm một cái bài hát Z quá đi à, Z quá Hà Nội đang Z lắm. Đấy, Z quá đi này. Dừng lại ngay, không nên vi phạm bản quyền. Đại loại thế. Đấy là cách thứ nhất. Còn tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ hai, là khi mà bị khóa kích hoạt thì ở đây con này là iPhone 6 đang chạy cái phiên bản 12.5. Thì đầu tiên là mình phải jailbreak bằng checkrain. Cái phiên bản ở đây là mình dùng là 0.12.1. Sau đó là mình dùng bypass bằng các cái tôn của nó, ví dụ như checkrain hoặc là bypass bằng cái tôn gì, thì là mình để cái link ở phía bên dưới video này nhé. Con này ở đây là cái thằng bao tôn này, nó nhận dạng là iPhone 6 này, 16 GB gold. Con này nó đang chạy cái iOS phiên bản 12.5 này, chưa jailbreak này, chưa Xtip này. Đấy, mọi thứ khác là bình thường. Thế đầu tiên bây giờ là mình phải jailbreak. Jailbreak thì mình dùng cái bao tool này để kiểm tra cái trạng thái của cái thằng iPhone này. Thế còn mình dùng cái checkrain, cái này là checkrain 0.12.1 ở dưới cái đường link mình để bên dưới video này nhé.
Đầu tiên là mình giải nén ra, mình giải nén ra thì mình được một cái thư mục như thế này. Mình dùng một cái USB để mình tạo một cái hệ điều hành iOS, nó chứa cái phần jailbreak checkvin 0.12.1. Mình sẽ tạo cái USB đó và mình khởi động từ cái USB đó bằng cái laptop hoặc cái máy tính bàn chạy Windows để mình vào được cái phần checkvin đấy. Bây giờ sau khi tải về thì là mình giải nén ra, mình sẽ được hai cái thư mục con. Thì đầu tiên để tạo cái USB thì mình vào cái checkvin này, xong mình bấm chọn, nó có hai cái file nhé, một cái file là ISO là cái để mình sử dụng cái này để mình ép vào cái USB, còn cái công cụ mà để tạo cái USB là cái root.exe này. Bấm vào đây thì ở đây thiết bị là nó có cái USB 8GB rồi, 4GB cũng được, nhưng ở đây mình có cái 8GB. Ở đây mình sẽ, nó nói là chọn cái file ISO nhá, thì đây mình bấm vào select này, xong mình tìm cái file mà mình vừa download về mình giải lén đấy, cái bypass 125 này, check lên này, đây cái file ISO đây của nó là rất check lên này, 0.12.1 window này, xong ấm open, xong rồi mình bấm start thôi để tạo cái USB này. Nó cảnh báo nó sẽ giữ xóa dữ liệu. Ok. Bấm ok. Đấy, thế là xong rồi. Nó lâu hơn đấy, nhưng mà mình tua nhanh để cho các bạn đỡ sốt ruột. Bây giờ xong rồi thì mình close thôi và vẫn cứ để nguyên cái USB đấy. Mình sẽ được, sau khi giải nén tải tải cái file zip về giải nén ra thì được hai cái thư mục, một cái thư mục check ren này này để tạo cái USB, còn cái thư mục xgrinda này này là để bypass, cái này là để tạo cái USB để jailbreak đấy, jailbreak đấy. Còn cái xgrinda này là để bypass, có nghĩa là để vượt qua cái activation lock ấy. Cái có nghĩa là cái khóa khóa đăng nhập ấy. Thế cái này này, khi mà mình chạy ra thì là nó sẽ chạy cái này, khi mà mình chạy ra thì nó sẽ ra cái này này, cái xgrinda đây này. Thế như cái phần này là khi mình cắm máy vào thì nó bảo là chưa được jailbreak. Cái này có nghĩa là mình phải tiến hành jailbreak cho cái iPhone của mình trước rồi. Thế bây giờ mình đóng nó lại, mình làm xong cái USB rồi. Bây giờ mình cắm cái cáp E-Link này, một đầu của nó vào cổng USB của máy tính nhé, một đầu vào iPhone của mình. Ở đây nói lại là mình dùng cái ba Bluetooth này để mình kiểm tra cái trạng thái của cái thằng iPhone. Đấy thì nó đang là jailbroken. Đây nó đang đòi active này. Jailbroken là no nhá. Active now này. No nhá. Active no nhá. Đấy, các thứ khác bình thường. Bây giờ mình khởi động lại Windows rồi, để khởi động từ cái USB mình vừa mới làm xong. Thế mình bấm vào khởi động thôi. Restart này. Tùy theo từng máy mà có cái cách nó hiện ra cái menu boot để boot vào Windows hay boot vào USB. Thì đây là cái máy Dell thì là mình bấm vào F12. Bấm F12 thì có cái dòng vàng vàng này. Đấy thì nó hiện ra cái này, thì mình chọn xuống cái này là nó chỉ boot ở UEFI đấy nhá. UEFI boot, thì mình chọn xuống UEFI. Cái USB của mình là SanDisk, còn của các bạn có thể là cái gì đấy. Thì xong mình enter thôi.
Đây, iPhone iOS 12.5 kết nối bình thường. Thế bây giờ mình ở con trỏ trên bàn phím ấy, thì chuyển nó sang Start này. Xong bấm Enter thôi. Xong bấm Next. Enter tiếp. Đấy, bây giờ nó hiện ra cái này, nó bảo là một là bắt đầu này, lúc này là phải chuyển thiết bị về DFU mode, làm theo ba bước ở trên màn hình. Mình giữ nút nguồn và nút home đối với cả iPhone 6 trở về trước, còn đối với iPhone 7 trở về sau thì giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng, volume down ấy. Thế nút giảm lượng là tương đương với nút home. Thì ở đây iPhone 6 mình giữ nút nguồn với cả nút home. Xong bắt đầu mình bấm Enter, xong mình giữ cũng được. Bấm Enter, giữ hai nút. Bước 2 rồi. Thả ra, nút nguồn ra. Đến bước 3 mà nó chuyển sang màu xanh thì thả nút nút nguồn nút home ra. Bắt đầu khởi động. Ôn đăng thế là ok rồi. Ok rồi thì mình đừng quên bấm Enter. Xong rồi bấm Control and Alt trên máy tính để khởi động lại máy vào Windows. Nếu như khi jailbreak và không nhận được cái kết quả là undone thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là lúc đó là mình phải restore lại cái iPhone của mình. Để nó có nhiều nguyên nhân mà không undone, có thể là cái phiên bản check rain nó không phù hợp, nó không hỗ trợ, hoặc là cái iPhone của bạn, cái bản iPhone đấy là nó không sạch. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là dùng eTunes restore lại cái iPhone của mình thành một cái bản 12.5 sạch sẽ, để sau đó mình chạy check lên 0.12.1 để nhận được cái kết quả undone. Để làm được cái việc đó thì đầu tiên là mình sẽ dùng iTunes, dùng iTunes đấy ở trên Windows để mình restore lại cái iPhone của mình. Thế đầu tiên là mình bật cái iTunes ở trên Windows lên. Xong sau đó là đưa cái iPhone của bạn về cái chế độ Recover Mode bằng cách là đối với iPhone 6 trở về trước, ví dụ như là iPhone 6, iPhone 5, iPhone 4 thì là mình tắt máy đi. Cái nào cũng phải tắt máy đi. Tắt máy bằng cách là bấm giữ nút nguồn. Sau khi nó hiện cái biểu tượng thì là mình trượt sang bên phải để tắt đi. Khi nó đã tắt hoàn toàn rồi
Thì đối với iPhone 6 cắm cáp, xong rồi mình ấn giữ cái nút home cho đến khi nó hiện ra cái biểu tượng dây cáp mũi tên với cả iTunes đấy là được, thì mình nhả nút home ra. Thế còn đối với iPhone 7 trở về sau, như 7, 8, 9, 10 chẳng hạn, thì là mình sẽ ấn giữ, thay vì ấn giữ nút home thì ấn giữ nút volume down, ấn giữ nút volume down này, xong rồi cắm cáp cho đến khi mà nó hiện ra cái biểu tượng cáp với cả mũi tên với cả iTunes là được. Đấy. Ở trên iTunes thì nó hiện lên là update với cả restore, thì mình bấm chọn vào restore. Thì ở đây nó có cái lựa chọn là restore and update, thì mình bấm vào restore and update. Và chờ cho đến khi nó thực hiện xong thì là mình sẽ có một cái bản iOS 12.5 sạch sẽ để mình tiến hành jailbreak với check lên 0.12.1. Bây giờ chạy Bluetooth kiểm tra cái trạng thái của thằng iPhone sau khi jailbreak, nó đã ok chưa? À, mình cắm liên tục cho nên là nó bảo bây giờ phải rút ra cắm lại cáp. Đây, bây giờ cái dòng jailbreak là đã yết rồi, thế là ok rồi. Mình bấm vào cái Close iTunes này để mỗi lần mình cắm cái cáp vào iPhone là nó không bật cái iTunes này. Bây giờ tiến hành bypass dùng cái file đã download về ở trong cái thư mục này. Tải nén ra được hai thư mục, bây giờ dùng cái thư mục xgrinda này, không cần tải nén nhé, chạy luôn, chạy cái file xgrinda ib.ega này. Run. Nó hướng dẫn là cái tool này nó làm được cái gì. Ok. Chờ cho nó kết nối. Đấy, nó đã kết nối được với cả thiết bị của mình rồi. E-device connected, cái dòng hình xanh dưới cùng này. Đấy, ở đây jailbreak status này, tình trạng jailbreak này, jailbreak đã jailbreak thành công rồi này. Bây giờ là mình chỉ quan tâm đến cái dòng unactivated này, chưa activate. Bây giờ tí nữa bỏ cái chữ un này đi thôi, thành activate thôi. Bây giờ bấm vào MIDI iPhone iPad cái dòng đầu tiên này, nó hiện ra là bạn phải chắc chắn là cái iPhone này đã nối với Wi-Fi này. Ok. Bắt đầu nó chạy. Đây, ở dưới này, dòng dưới cùng của cái tool này nó ghi là
Tiến trình đang bắt đầu. Xin hãy đợi. Thế là đã hoàn thành rồi đấy. Đấy. Đó ghi là done, done là hoàn thành rồi. Ở đây nó ghi là xin làm theo những cái bước ở dưới đây. Một là chọn ngôn ngữ này, chọn vùng này và kết nối wifi này, đừng đặt mật khẩu và iCloud đúng không? Đấy. Chọn ngôn ngữ này, chọn vùng này, thiết lập thủ công, tiếp tục thiết lập tết ID sau này, không sử dụng, đừng tạo mã nhé. Thì bước 2 nó nói là đừng tạo mã, tùy chọn này, không sử dụng mật mã này, không sử dụng mật mã này, không chuyển ứng dụng và dữ liệu này. Cái ID Apple này cũng không nhé. Bấm vào cái dòng bạn đã quên mật khẩu hoặc không có Apple ID này. Thiết lập sau xong cài đặt này. Không sử dụng này. Điều khoản điều kiện thì đồng ý thôi. Không làm gì cả, bấm vào đồng ý. Cái này cài đặt nhanh. Tiếp tục luôn cập nhật thì mình chọn là cài đặt bản cập nhật thủ công. Cái này emit FaceTime để sau đi. Cái này tiếp tục thời gian sử dụng, tiếp tục phân tích ứng dụng, không chia sẻ. Cái này thu phóng màn hình, chọn một chế độ để xem. Cái này tiếp theo này, chào mừng bạn đến với iPhone, bắt đầu. Đấy. Thì ở đây thì bây giờ là bình thường rồi. Cài đặt này. Thì đăng nhập vào iPhone là không nhá. Wi-Fi này nối rồi này, Bluetooth đang bật, di động không có sim này, thông báo âm thanh không làm phiền, cài đặt chung. Cái này nói chung là màn hình độ sáng. Cái này thì mình cái iTunes và App Store này thì là mình sẽ đăng nhập cái của mình, đăng nhập cái ID Apple của mình.
sang Nhật. Lâu lâu nên là được ở đấy. Ngon rồi. Tay về tự động cập nhật Apple Store này, nhạc này, ứng dụng sách này. Apple Store này. Chào mừng, tiếp tục, cho phép. Bây giờ mình tìm kiếm nè. Bây giờ ví dụ như là Facebook chẳng hạn. Đây. Tải về thôi. Những cái khác các bạn làm tương tự bình thường không vấn đề gì, với điều kiện là đừng đăng nhập iCloud và Apple ID và chỉ đăng nhập vào cái iTunes App Store để mình cài đặt thôi, mình tải phần mềm mình cài đặt thôi. Nó như một cái iPad máy tính bảng không nghe gọi. Khi các bạn làm xong hết rồi thì kiểm tra trên thằng ba Bluetooth này, Zebra, Zebra này, yes, activate thật, yes, đúng không? Zebra, yes, activate thật, yes. Thế còn ở trên cái thằng Xgrinda này, Zebra là màu xanh rồi, activation màu xanh rồi. Đấy. Thế ở cái bước này mình cho một cái sim vào. Phải đặt. Mình dùng ngay cái máy này để mình đổi mã pin như theo hướng dẫn của nó, là cái sim là nó phải là cái sim mà đã đặt mã pin. Bình thường ấy là cái sim của thằng Việt, tại đây mình lắp cái sim của thằng Việt theo vào. Thì mình sẽ đổi mã pin thôi. Đây. Để đổi mã pin thì vào di động này. Không để cái mã pin mặc định. Đây. Bật cái pin của sim lên này. Mặc định cái sim Viettel của nó là 4 số 0 này. 1 2 3 4. Xong này. Đổi pin này. Pin hiện tại này. 1, 2, 3, 4 này. Xong này. Pin mới này. Đánh hai lần. Mỗi lần 4 số giống nhau. Đấy. Xong. Các bạn nhớ ở cái phần này nhé, có nghĩa là mình chỉ để nó vào đấy thôi chứ còn mình không kích hoạt nó lên, có nghĩa là mình không khai báo đây này,
chưa lắp thẻ SIM nhé. Tức là mình lại tháo nó ra xong mình lại lắp lại. Ấy thì nó bảo là SIM bị khóa. Mình phải đổi sang cái mã mới nhé. Mình đừng để cái mã mặc định 000 400 của Viettel, của Vina thì tùy theo không biết. Các bạn tra trên mạng. Ở đây khi mà mình cắm lại ấy, thì là mình nhớ đừng có xác nhận cái số mã pin vào đây mà mình sẽ bấm vào hủy nhé. Đấy. Thì ở đây nó sẽ hiện lên là SIM bị khóa đúng không? Kệ nó thôi. Thế bây giờ mình thử khởi động lại xem nó còn ngon lành như này không? Bấm vào đây này, tắt nguồn này, rút cái thằng này ra. Bây giờ bấm vào đây phát ra bật lên này. Nó báo là SIM bị khóa nhé, thì mình lại bấm vào cái nút hủy này. Nghĩa là cái SIM này nó chỉ có tác dụng là nó làm cho mình khởi động mỗi lần mà hết pin hoặc là khởi động lại là mình không phải bypass nhé, không phải jailbreak với bypass nó mất thì giờ mà lại dùng bình thường. Ok rồi. Các bạn nhớ like, share, ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào các bạn.